Ngày 1 tháng 3, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với người đàn ông có hành vi lấy tiền công đức tại đền Hoàng Mười mà các cơ quan báo chí phản ánh trước đó. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2024, BVT, sinh năm 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, cùng các thành viên trong tổ trực thuộc Ban Quản lý Đền Ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tiến hành thu tiền công đức được người dân đặt lễ tại các ban thờ trong đền để bỏ vào hòm công đức theo nhiệm vụ được phân công. Quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện, BVT đã lấy trộm một số tiền bỏ vào vỏ hộp bánh, sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ. Hành vi trộm tiền công đức của BVT sau đó đã bị mọi người phát hiện. Nhận được thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tiến hành xác minh làm rõ. Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện số tiền trong hộp bánh mà BVT đã trộm cắp là 1.026.000 đồng. Làm việc với cơ quan công an, ông BVT đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện số tiền bị trộm đã được Công an huyện Hưng Nguyên trao trả lại cho Ban Quản lý Đền Ông Hoàng Mười. Sau khi lập biên bản, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp tài sản của BVT số tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời trao trả lại Ban Quản lý Đền Ông Hoàng Mười toàn bộ số tiền mà BVT đã trộm. Trước đó, dư luận xôn xao, một số cán bộ trực tại Đền Ông Hoàng Mười nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của đền. Theo đoạn video phản ánh, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các bàn thờ trong đền rồi bỏ vào trong các két sắt công đức. Tuy nhiên, một người đã lấy trộm trên các bàn thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn. Người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân. Sau khi có thông tin phản ánh, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu Ban Quản lý Đền Ông Hoàng Mười báo cáo thông tin liên quan tới sự việc. Để có thông tin khách quan và thông tin chính thức trả lời cơ quan báo chí, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã đề nghị công an huyện này vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Trong ngày 1 tháng 3, huyện Hưng Nguyên đã có báo cáo thông tin sự việc và cho biết huyện đã tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân có liên quan tới sự việc này. Hồi tháng 6 năm 2013, trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Ông Hoàng Mười cũng từng bị phát hiện thường xuyên cho người chở tiền công đức đi thuê người ngoài đếm. Sau đó, các cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên đã vào cuộc nhằm chấn chỉnh lại ban quản lý đền, bảo vệ nguồn thu từ tiền công đức hàng năm.